Lại nói, lúc bấy giờ, Vương Đại nghe xong, vừa giật mình vừa phẫn nộ, vỗ đùi đánh cái đét một cái. Hắn lên tiếng nói, tiểu đệ đã nói rồi mà, hắn vừa bắt chúng ta đi tìm thể lang, lại bắt đi tìm ông chủ tiệm thuốc. Lúc bọn đệ đi tìm huyện thái gia thì hắn lại không có ở đó. Vậy là hắn bức đệ, ôm luật triều minh lên kinh nộp cáo trạng rồi. Ngô lão bản rút tẩu thuốc ra, trợn mắt nhìn hắn. Hiền đệ, còn tưởng giờ là đang là năm Hồng Vũ hay sao? Lên kinh kiện cáo sao? Vậy mà đệ cũng nghĩ ra được ư? Hoàng đế ngự ở trong Tử Cấm Thành, kín cổng cao tường, trọng binh trùng trùng bảo hộ, đệ gặp được hắn hay sao? Mà cho dù có gặp được, rồi thì sao nào? Huyện thái gia không có nói người ta không xử vụ này. Việc xem trọng nhân mạng, cẩn thận xử án, vốn đã không sai. Đến lúc đó, nói không chừng, hoàng thượng sẽ còn khen ngợi Mẫn đại nhân xử án cẩn thận, không xem mạng người như cỏ rác. Có khi hoàng thượng còn phán cho đệ tội phỉ báng mệnh quan triều đình. Khi quân phạm thượng, có thể là đại tội xử chém tàn ra, họa diệt cửu tộc đấy. Vương Đại nghe thấy hậu quả đáng sợ như vậy, không khỏi kinh hãi đến dựng cả lông tóc. Một hồi lâu sau mới lên tiếng nói, ôi trời đất ơi, thật cảm tạ ông chủ Ngô đã nhắc nhở. Tiểu đệ kiến thức còn hạn hẹp, chưa trải qua hết sự đời. Nếu như hôm nay không có buổi trò chuyện với ông, thì có thể đệ đã rước họa lớn về nhà rồi. Vậy bây giờ đệ nên làm thế nào đây? Ông chủ Ngô khẽ cười, thong thả nhả ra một ngụm khói, ngước mắt nhìn làn khói lợn lờ bay lên, rồi mới chậm rãi khuyên nhủ. Vương lão đệ à, lão ca cũng chẳng có nhiều kiến thức gì cả. Chẳng qua vào Nam ra Bắc, mấy cái chuyện này nghe cũng đã nhiều rồi, thấy cũng không ít. Thường có câu, dân không đấu với quan, lại có câu, dân tâm tự thiết, quan pháp như lô. Lòng dân có vững như sắt, quan pháp như lò nữa. Ý nói pháp luật vô tình có thể nung chảy cả sắt, cả dân tâm. Trong cái chuyện này, đệ không có đầy đủ chứng cớ. Cho dù quốc kiện lên đến điện Kim Loan, cũng chưa chắc đã làm gì được người ta đâu. Ngược lại, có khi còn hại cả nhà mình. Ta có mấy lời khuyên thế này, không biết đệ có chịu nghe hay không? Vương Đại nghe xong, vội vàng bê ấm trà lên, vừa rót thêm trà nóng, vừa khúm núm nói. Ông chủ Ngô, mời ông nói cho. Không giấu gì ông, mấy hôm nay trong lòng đệ thấp thỏm không được yên, thật giống như đang cưỡi trên lưng cọp vậy, lên xuống đều không xong. Lão nhân gia có chủ ý gì hay, xin hãy nể mặt cha già đã khuất mà vui lòng chỉ giáo cho. Ông chủ Ngô cười ha ha, gõ nhẹ ống điếu vào chân ghế, rồi cẩn thận đặt lên bàn. Lão chậm rãi đưa chén trà lên nhấp một ngụm, sau đó mới cất giọng thong thả nói. Chuyện này vốn đã không rõ ràng rồi. Đệ mặc dù có nhân chứng chứng minh được là ông chủ Vương chết khi tên mã ngang đó tranh chấp với đệ, thế nhưng lại không có người làm chứng tên mã ngang đó đã động thủ với cha đệ. Cái vị Dương Tú Tài kia là người có công danh, lại có mặt ở đó từ đầu tới cuối. Nếu ta là huyện thái gia thì ta cũng không thể cứ vậy mà định tội người ta được. Cho nên người chẳng thể trách Mẫn huyện lệnh được đâu. Chuyện ngày hôm nay đã thành ra nông nỗi này. Vương lão đệ à, ta nói câu công bằng này, ngươi đừng có trách ta. Vương lão bán tuổi đã gần 70, đã khuất đi, âu cũng là chuyện phải tới thôi. Ta biết đệ là đứa con có hiếu, chẳng phải muốn kéo con cái người ta theo cùng chết cùng. Nhưng nếu thật sự là oan uổng cho người ta, đệ làm vậy chẳng phải sẽ tạo thêm một tội nghiệp cho cha đệ hay sao? Hơn nữa, hiện đệ dẫn cả nhà đến nơi này, liệu có thật sự muốn đắc tội với Mã Dịch Thừa hay không? Người ta mới đến nhậm chức còn có thể làm đến mấy năm, đệ đấu lại người ta hay sao? Huống hồ, nếu vụ án này cứ kéo dài mãi, tan cửa nát nhà, ta tạm chưa nói đến, nó còn liên lụy khiến thi cốt của lão phụ thân đệ không thể nhập thổ. Trời đông tháng chạp rét mướt như vậy lại bị xếp đống trong nhà xác. Nói không chừng lại còn bị mổ bụng, rút ruột, róc xương xét nghiệm. Cha đệ vất vả nuôi hai anh em đệ khôn lớn, để rồi chết cũng không toàn thây. Đệ liệu nhẫn tâm hay sao? Vương Đại nghe mà chảy cả nước mắt nước mũi, hắn sụt sùi khóc. Ông chủ Ngô à, ông nói xem, bây giờ tiểu đệ nên làm sao cho phải đây? Ngô Kiệt khẽ cười trấn an hắn nói, nếu như đệ thực sự có tấm lòng hiếu thuận, vậy cứ coi như Vương lão gia mất đã được an hưởng tuổi trời, chết không tiếc nuối. Còn cái chuyện chiếm đoạt tiền tài của người ta, cho dù là thật hay giả, nhà họ Mã cũng sẽ biết điều, không có truy cứu đâu.
Có điều, tuy rằng cha đệ không phải bị người ta đánh chết, nhưng vì lúc mua bán nảy sinh tranh chấp, tuổi già sức yếu, lại sinh phẫn uất nên dẫn đến tử vong. Nhà họ Mã cũng sẽ khó tránh khỏi liên quan. Nếu không phạt nặng bọn họ thì khó mà hóa giải nỗi tức giận của đệ được, lại càng khó ăn nói trước mặt thằng xóm láng giềng. Theo ta thấy, không bằng kêu nhà họ Mã bồi thường cho đệ vài chục lượng bạc. Tất thấy mọi chi phí khâm liệm cũng sẽ đều do bọn họ chi trả. Vụ kiện này xử lý như vậy, đệ thấy sao? Vương Đại nghe xong cúi đầu không nói, trầm ngâm một lúc mới lắp bắp hỏi. Nếu xử lý như vậy sẽ không khiến cho người ta khinh bỉ, chê cười huynh đệ, mưu cầu tiền tài, bất chấp đại thù của lão phụ thân hay sao? Những lời như vậy bảo đệ làm thế nào mà nói ra được đây? Ánh mắt của ông chủ Ngô chợt sáng lên, định nói thêm câu nữa thì một người cưỡi lừa đi đến trước cửa. Gã ta nhảy xuống lưng lừa, buộc chặt cương lại rồi sầm mặt xông vào trong phòng. Vương Đại ngẩng đầu liếc nhìn, thấy chính là huynh đệ Vương Nhị của mình, vội đứng dậy đón chào. Nhị đệ, đệ về rồi sao? Thế nào rồi? Đoạn hắn liếc mắt nhìn ra ngoài, kinh ngạc hỏi. Không phải huynh bảo đệ đi thu mua một lô cỏi tre, sáo trúc, chiêng đồng, trúng trệ hay sao? Sao đệ lại về tay không như vậy? Vương Nhị quay về phía ông chủ Ngô, chắp tay cung kính chào. Ông chủ Ngô, chào ngài. Sau đó, gã ta bước tới ngồi phịch xuống cái ghế của ca ca, giọng đầy tức giận. Mua hàng cái gì chứ? Ông chủ Liễu muốn chúng ta giao dịch bằng tiền mặt, không cho nợ hàng. Vương Đại ngạc nhiên hỏi. Sao lại thế chứ? Năm ngoái gia đình chúng ta làm ăn lần đầu với hắn mà hắn còn đồng ý bán chịu cho chúng ta. Đến giờ đã qua lại hơn một năm rồi, chưa từng nợ hắn lạng bạc nào. Sao đang tốt đẹp lại đòi giao dịch bằng tiền mặt chứ? Vương Nhị đáp. Còn không phải là vì nũ khốn họ Mã đó hay sao? Cũng chả biết là ai đã huyền thuyền. Nói đến đó, gã chợt nhớ ra ông chủ Ngô vẫn còn đang ở trong phòng, vội ngậm miệng lại. Ngô Kiệt hớp một ngụm trà, thong thả đứng dậy nói. Mấy ngày hôm nay buôn bán bận rộn, lão phu cũng không thể ngồi lâu, giờ cũng phải trở về rồi. Nhị vị, năm sau chúng ta gặp lại. Lão chắp tay cười với Vương Đại, Vương Nhị rồi từ tốn bước ra ngoài. Vương Đại nghe xong lời của đệ đệ mình, ngẩn ra một lúc, thấy Ngô lão bản đã sắp khuất tầm mắt, hắn không khỏi bực tức dậm chân, vội vàng đuổi theo phía sau gọi lớn. Ông chủ Ngô, xin chờ đã. Thật không có biện pháp nào tốt hơn chủ ý của ông nữa. Chỉ có điều cầu xin lão nhân gia ông giúp dàn xếp chuyện này. Xin ông nhất định phải giúp cho. Lại nói, Dương Lăng ngồi trong phòng công vụ, đờ người nhìn chồng hồ sơ các vụ án dày cộm xếp ở trước mắt. Y rất muốn lập tức sắn tay vào làm việc, thế nhưng lại giống như một tay ngang, phải đối diện với đống lưới đánh cá rách nát quấn chằng chịt vào nhau, căn bản là không biết phải bắt đầu từ đâu cả. Nếu bạn suy nghĩ một chút về những công việc mà một huyện thái gia cần phải phụ trách là sẽ biết. Nó không giống như ở trên TV, ông ta nhàn rỗi ngồi ở thất phẩm chính đường, sảnh đường lớn, nơi quan thất phẩm như huyện lệnh, thăng đường, chủ trì xử lý kiện cáo, mà đập phán gỗ cốp cốp đơn giản như vậy. Tài chính, thuế vụ, giao thông, rồi luật pháp, tất cả mọi việc trong huyện đều phải qua tay huyện thái gia giải quyết. Lẽ ra ngoài huyện thừa, chủ bạ, huyện thái gia còn có một đám sư gia về luật pháp, về tiền lương, về kiện cáo. Vậy mà giờ đây, mẫn huyện lệnh, cái lão huyện thái lão gia gà mờ này lại đem tất tần tật vất cho Dương Lăng. Cho dù là một tay sư gia dồi dào kinh nghiệm đi chăng nữa, e rằng nhất thời cũng phải tay chân bối rối. Phòng công vụ gồm 3 gian phòng ăn thông với nhau như một sâu hổ lô đường vậy. Thông thường bọn sư gia, phụ tá của huyện thái gia đều ngồi ở đây xem xét công văn, xử lý mọi việc. Phía trước phòng công vụ chính là thất phẩm chính đường, nơi huyện thái gia thẩm án và xử vấn. Còn phía sau là nơi ở của cả nhà huyện thái gia. Từ khi giúp nhà họ Mã giải quyết vụ kiện cáo liên quan đến mạng người kia xong, Dương Lăng được mẫn huyện lệnh rất mực tán thưởng, lập tức được mời vào phủ đảm nhiệm chức vụ sư gia. Đang ảo não vì mình ăn không ngồi rồi, để cho một tiểu cô nương nuôi dưỡng quả là quá vô sỉ, nên y đã vui vẻ chấp nhận ngay. Có điều vì ánh mắt ai oán của Hàn Ấu Nương, y đành phải nói rõ với mẫn huyện lệnh rằng chỉ tạm thời làm sư gia, đến kỳ khảo thí sang năm y vẫn sẽ lên tỉnh thành tham gia thi hương.
Mẫn huyện lệnh cũng đồng ý ngay lập tức. Thật ra y cũng tự biết mình chẳng sống được bao lâu cả. Ngày thường đi dò hỏi người ta, y cũng biết được ở thời đó, cho dù có thi đỗ trạng nguyên đi chăng nữa, cùng lắm thì cũng sẽ chỉ được ở lại kinh thành làm một chân sử quan ở viện Hàn Lâm. Nếu có thể lập tức được cử đi làm một viên tri huyện đã là tốt lắm rồi, tuyệt đối không thể nào được cử làm quan to. Hiện tại cũng chỉ vì tình cảm với Hàn Ấu Nương và trách nhiệm của người đàn ông nên y mới muốn cố gắng để lại cho nàng một phần gia sản mà thôi, chẳng muốn tham gia thi hương làm gì cả. Chỉ có điều y không thể chống lại được tình cảm dịu dàng của nữ nhân. Tuy tuổi còn nhỏ mà Hàn Ấu Nương đã có một đôi mắt đầy u oán, đủ khiến cho y phải thay đổi ý định. Ít ra thì biểu hiện bên ngoài của y đã là như vậy. Mẫn huyện lệnh xuất thân quân đội, thân tín đem theo cũng đều là dân đi lính, có thể nói là mù tịt với việc quản trị một huyện. Trong huyện vốn còn có một tay hoàng huyện thừa, thế nhưng kẻ này cũng chẳng để ý gì tới Dương Lăng cả, cả ngày chỉ như một pho tượng đất. Nếu không phải vào ngày phát lương hàng tháng còn thấy lão ta ôm theo cái bao rỗng chạy tới lĩnh tiền, lĩnh thóc, nhất định sẽ chẳng thấy bóng dáng của lão ta ở đâu cả. May là ở Kê Minh dân chúng thuần phác, hơn 2 năm qua vẫn chưa có sự việc gì quá nghiêm trọng. Có điều cuộc khảo hạch 3 năm một lần đã sắp tới gần, lúc ấy triều đình sẽ kiểm tra thành tích của các quan viên. Mẫn huyện lệnh mặc dù tính tình thô lỗ thế nhưng cũng không khỏi có chút tính toán riêng cho bản thân mình. Trong đợt đại khảo thí này của triều đình, thành tích được tính như thế nào đây? Thật ra nó không nằm ngoài hai thứ: một là sự thanh liêm, sáng suốt; hai là thu thuế đúng hạn. Về phần đầu tiên, thanh liêm sáng suốt thì chỉ cần không có nông dân gây loạn, thương nhân bỏ chợ và thư sinh kháng nghị, đồng thời không xảy ra vụ trọng án nào, đã có thể báo cáo là một cảnh thái bình thịnh vượng. Ngoài đường không trộm cắp, tối ngủ khỏi cài then. Kề mình có hai đội quan binh trú đóng, lại cộng thêm sở dịch thừa. Bọn sai dịch của huyện Nha là một huyện bậc 3 quản lý rất nghiêm. 2 năm qua chưa từng xảy ra chuyện lớn nào. Thế nhưng về mặt thu thuế đúng hạn thì không được như vậy. Vì là vùng đất có nhiều thương khách tụ tập nên thu thuế buôn ở đây thì còn có thể đúng hạn, nhưng các hộ dân cư phụ cận phần nhiều là sống ở trong núi, bình thường vốn sinh sống rải rác không dễ quản lý. Hơn nữa đất đai lại cằn cỗi, bọn thát tử lại thường đến quấy nhiễu cướp bóc, cho nên lương thuế giao nộp không được như ý. Đến lúc đại khảo không khỏi trở thành điểm yếu của Mẫn huyện lệnh. Mẫn huyện lệnh làm quan ngây ngây ngô ngô, phải đến mấy ngày trước lặn lội đi phủ thành một chuyến, lão mới nghe ngóng được cuộc trò chuyện của thượng quan, mới biết được quan văn khảo hạch sẽ có rất nhiều thứ để nói. Đang lo lắng không biết sẽ phải khoe khoang thành tích cai trị của mình như thế nào thì ở trên trời lại rơi xuống một Dương tướng công. Dĩ nhiên lão sẽ đẩy hết trọng trách sang cho y, trông mong y giúp mình tạo ra được chút thành tích để báo cáo. Thế nhưng Dương Lăng quả thực không thể hiểu được phương thức vận hành chính phủ ở thời đại này. Tuy ở kiếp trước hắn đã từng làm trưởng phòng của một công ty bảo hiểm, nhưng với chế độ và cơ cấu quản lý ở thời nay, dù cho không có trưởng phòng thì cả cơ cấu cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Hiện tại thì không giống như vậy, gần như mỗi chuyện lớn, chuyện nhỏ đều cần y quyết định. Dương Lăng làm đến bở hơi tai mà ngay cả công văn thường ngày còn xử lý không xong, lấy đâu ra thành tích cho nổi. Y ưỡn lưng đưa tay về phía sau khẽ đấm mấy cái, mày trao mặt ủ nhìn cái đống hồ sơ ở trước mặt mình. Cuối năm đã cận kề, trạm vận chuyển hàng hóa đang có một đống đặc sản Tây Vực do Hoàng Cung mua sắm cần phải vận chuyển về kinh thành, thế nhưng lại không có đủ xe, lừa ngựa để sử dụng, cần thỉnh cầu nha huyện giúp đỡ để giải quyết. Bộ phận nhận công văn lại nhận được công hàm của bộ binh thông báo sắp tới sẽ có đại quân điều động đi qua Kê Minh lúc nửa đêm. Bọn y cần phải mở cửa thành giữa đêm đó, rồi an bài nha sai và quan binh canh giữ cửa thành, nghiêm ngặt đề phòng có kẻ thừa cơ ban đêm mà lẻn vào. Ngót nghét cuối năm, lệnh giới nghiêm đã được bãi bỏ. Thân là sư gia chuyên lo về pháp luật, hiển nhiên những cái việc liên quan đến phương diện trị an, đuổi trộm bắt cướp này nọ, y cũng phải đích thân đứng ra xử lý. Những vật liệu như khói hiệu, lửa hiệu dùng ở phong hỏa đài cũng cần phải thay đổi. Rồi thì những việc lặt vặt như trâu cày của nhà họ Đậu ở ngoại thành bị thất lạc, con heo mập do nhà họ Lưu ở phía tây thành nuôi đã được 3 năm bị mất trộm, hay nhà họ Lý có mấy tên lưu manh tụ tập trêu chọc quả phụ trẻ,
Rồi thì đầu thành phía Bắc có đứa nhỏ nhà họ Hách châm pháo làm cháy đống củi của nhà họ Hạ. Nhà họ Hạ đến cửa tranh cãi, đánh con dâu của nhà họ Hách bị thương. Nhà họ Hách tố cáo nhà họ Hạ đến tận nhà mình hành hung. Nhà họ Hạ tố cáo nhà họ Hách đốt lửa gây cháy lớn. Càng chết người hơn là số hộ nông dân khất nợ thuế nông nghiệp thực sự quá nhiều. Có hộ chỉ khất 1-2 năm, có hộ ngâm phải tới 9-10 năm, ngâm tới đá cũng phải mềm, không cách nào giải quyết nổi. Thoạt đầu Dương Lăng còn đập bàn kêu Vương Bộ Đầu lôi cái tên nông dân gian xảo Hồng Mãn Thương, kẻ ngâm nợ lâu nhất, dài nhất tới, định bụng giết gà dọa khỉ. Đến khi nghe Vương Bộ Đầu kể lại chuyện huyện Thái Gia nhiệm kỳ trước đã từng dùng qua phương pháp này, kết quả đã ép vợ Hồng Mãn Thương phải thắt cổ tự vẫn. Hồng Mãn Thương cũng trở nên nửa điên nửa dại. Một đám văn nhân biết được sự tình đồng loạt phẫn nộ bất bình, gây náo loạn đến cả bộ hộ. Sau khi quan huyện bị cách chức thì chuyện mới yên. Vẫn may còn có tay chủ bạ Vương Dưỡng Chính, thấy vị đồng liêu trẻ tuổi này tính nét hòa nhã, làm việc chăm chỉ, nên đã len lén cho y biết Hoàng huyện thừa ngồi ở bổn huyện đã rất lâu, từng trải qua hai đời huyện Thái Gia. Vị huyện thừa già này là một người có rất nhiều biện pháp, ở chốn quan trường có thể xem là một người lọc lõi, chi bằng hãy xin lão ấy giúp đỡ. Dương Lăng nghe lời, cắn răng mua chục cân thịt heo, một túi chả ngon đến cửa Hoàng huyện thừa xin chỉ giáo. Ai dè lão đang kèm cặp cháu trai mình luyện chữ. Nghe ý tứ của Dương Lăng xong thì chỉ cười nhạt, cố ý cò cưa không chịu giúp đỡ. Nhưng lão lại chẳng hề khách khí gì, vẫn nhận lấy gói thịt heo và túi trà, khiến cho Dương Lăng chẳng biết phải khóc hay nên cười nữa. Hồi tưởng đến chuyện này, Dương Lăng chỉ đành thở dài nặng nề, có phần tiếc nuối 24 văn tiền đã bỏ ra. Thi thoảng mua ít thịt về, tiểu nha đầu ở nhà đều góp bỏ vào bát của hắn hết, bản thân lại không nỡ ăn một miếng. Nếu biết trước sẽ như vậy, chi bằng y đem thịt về nhà cho cô bé vừa đáng thương vừa đáng yêu đó ăn một bữa thật ngon còn hơn. Y cầm lấy bút viết dự trù tài chính, lương thực cho năm sau đã được tính toán cẩn thận và trong công văn trình báo lên bên trên bộ hộ. Tổng cộng quan viên sai nha ở cả Kê Minh là 79 người, dịch sứ 158 người, lính canh nội thành 260 người, dân phu 45 người, ngựa trạm 82 con, tiền chiêu đãi thết tiệc trong năm 7.647 lạng, thức ăn cho ngựa 52 thạch, mỗi thạch tương đương 100 lít. Ngoài ra, chiến đài ở cổng Tây Thành đã có vết rạn nứt, cần phải tu bổ, dự toán 116 lạng. Thổi cho tờ công văn giáo mực, y cẩn thận đặt nó lên trên chồng công văn đã xử lý. Tấm rèm cửa chợt được vén lên, một người mặc áo xanh bước vào. Mấy viên tiểu lại phụ trách sao chép, xếp sắp văn thư trong phòng, vội vàng đứng dậy chào. Mẫn đại nhân, Mẫn đại nhân. Dương Lăng cũng ngước đầu lên nhìn, cũng vội đứng dậy thi lễ. Người vào chính là Mẫn huyện lệnh trong bộ y phục bình thường. Lão thoải mái vẫy tay, giọng oang oang nói: Được rồi, mỗi ngày đều gặp, còn hành lễ làm cái gì? Trời cũng không còn sớm nữa, hôm nay làm đến đây thôi. Mấy viên tiểu lại vội vội vàng vàng, vâng vâng dạ dạ, bắt đầu thu dọn vật dụng của mình. Mẫn đại nhân bước đến trước mặt Dương Lăng, thấy y đã xử lý xong gần nửa số công văn, không khỏi đưa ngón tay cái lên tán thưởng: Tiên sinh thật là có bản lĩnh, bổn huyện vừa nhìn thấy mấy cái thứ này thì đã cảm thấy đau đầu rồi, không ngờ ngươi lại giải quyết nhanh đến như vậy, được hơn một nửa rồi, tốt, rất tốt. Dương Lăng cười khổ không thôi, đích xác y xử lý rất nhanh, song phần lớn đều là những công việc trên đưa dưới làm. Những vấn đề thực sự nan giải nào có thể giải quyết nhanh như vậy được đây. Còn chưa kể cái đám con nợ tiền thuế lâu dầm lâu dề, phải chia ra đến mấy loại. Có loại cố ý kéo dài dây dưa, có loại thực sự do gia cảnh bần hàn, việc điều tra thống kê cho rõ ràng sẽ rất mất thời gian. Chỉ riêng mấy vụ án nhà này mất con trâu, nhà kia mất con lợn, có vụ nào mà trong lúc xét xử không phải cắt cử mấy người đi đâu, mau lắm cũng cần dăm ba ngày mới điều tra xong việc. Mấy cái vụ lặt vặt này không lớn, thế nhưng vụ nào cũng đều cần phải có người, có thời gian, muốn giải quyết nhanh cũng không nhanh được. Lúc trước xem tivi thấy mấy cái tay làm quan động một tí là cải trang vi hành, tra rõ ngọn ngành vụ án, xem ra toàn chỉ là chuyện vớ vẩn. Mỗi ngày có biết bao nhiêu chuyện phải làm như vậy, thời gian đâu ra cho hắn rời khỏi nha môn mà tự mình đi điều tra phá nữa đây. Đương nhiên y không tiện kể khổ mấy chuyện này với huyện Thái Gia
nên đành luôn miệng nói: đâu có, đâu có, đại nhân đã quá khen rồi. Đợi thấy đám tiểu lại kia đã đi hết, Mẫn huyện lệnh mỉm cười vỗ vai y nói: hey, ta là một kẻ thô lỗ, đừng có xem ta như người đọc sách như vậy. Không ở trên công đường thì chớ nên khách khí như vậy làm gì. À mà phải rồi, mau mau dọn dẹp rồi đi với ta. Mã Dịch Thừa muốn tạ ơn ngươi và ta nên mời chúng ta đến Hồng Nhận Lâu uống rượu xem kịch đấy. Dương Lăng nghe xong không khỏi chần chừ: ồ, chuyện này hay là đại nhân đi trước đi, tí trước phải về nhà báo cho vợ nhà một tiếng trước, kẻo không nàng ấy lại lo. Mẫn huyện lệnh cất giọng cười vang, đấm một quyền vào vai y rồi vừa cười vừa mắng: sao lại lôi thôi như vậy, đàn ông mà, khi nào muốn về thì về, không muốn về thì phụ nữ vẫn phải ngồi ở nhà mà đợi, nói với thiện làm gì. Thôi đi nào, còn trẻ mà đã mang bệnh sợ vợ rồi sao. Mẫn huyện lệnh cũng không để cho Dương Lăng phân bua, lôi tuột đi ra ngoài. Dương Lăng bất đắc dĩ đành phải thuận theo ý lão. Mẫn huyện lệnh vận thường phục nên cũng không tiện ngồi kiệu quan. Hơn nữa cái thành Kê Minh này cũng chẳng lớn, khoảng cách giữa hai cổng Nam và Bắc chỉ khoảng 4 dặm. Hồng Nhạn Lâu nằm cạnh bên Kim Quang Tự, chỉ cách huyện nha một con đường, nên càng không cần phải đi kiệu cho phiền phức. Hai người đi bộ đến Hồng Nhạn Lâu, Mã Dịch Thừa và Mã Ngang, Mã Liên Nhi đã sớm đợi trong một nhã phòng. Nơi đây vốn là một kịch viện, gọi là nhã phòng chẳng qua cũng là một chỗ có vị trí tốt ở chính giữa, sử dụng bình phong để phân cách độc lập mà thôi. Dương Lăng cảm thấy bất ngờ khi thấy Hoàng Huyện Thừa cũng ở đây, đã gặp mặt đành phải khách sáo chào hỏi một hồi. Mã Ngang bị giam trong đại lao hơn chục ngày, tính khí nóng nảy cũng đã bớt được không ít. Thấy ân nhân cứu mạng xuất hiện, vẻ mặt của hắn trở nên rất thân mật, bước đến cầm tay Dương Lăng tạ ơn không ngớt. Dương Lăng và Mã Ngang đều là thanh niên trẻ tuổi, có điều một người thì đầy vẻ văn nhân nho nhã lịch sự, một kẻ thì khôi ngô cường tráng, mày rậm mắt to, không ngờ lại khá hợp chuyện, đúng là có phần kỳ lạ. Hôm nay Mã Liên Nhi chỉ trang điểm nhẹ, trông rất dễ thương, nhưng khi nhìn Dương Lăng, khuôn mặt mỹ lệ lại tỏ ra khá mất tự nhiên. Dương Lăng có nghi biểu bất phàm, nên ngay lần đầu tiên gặp mặt, tâm hồn thiếu nữ của Mã Liên Nhi đã có vẻ phần ưa thích y. Nhưng ngay khi biết được y đã lấy vợ, Mã Liên Nhi chỉ coi y như là ân nhân bằng hữu, khác giới mà thôi. So với nô tỳ, phận làm thiếp cũng không cao hơn là bao nhiêu. Đừng nói y chỉ là một tú tài, cho dù y là tuần phủ một tỉnh đi chăng nữa, tuy chỉ là con gái của một quan chức cấp thấp, Mã Liên Nhi cũng tuyệt đối không thể làm thiếp cho y được. Do đó, tình cảm của nàng vừa mới chấm nở đã bị dập tắt. Hàn huyên một lúc xong, Mã Dịch Thừa mời mọi người ngồi. Tiểu nhị bắt đầu bê từng món đã được gọi lên. Mã Dịch Thừa quay sang nói với Dương Lăng: Dương tú tài, lão phu cũng lớn tuổi rồi, xin gọi ngươi một tiếng hiền điệt. Cái đứa con này của ta tính tình thô bạo, ngày thường hay gây rắc rối cho lão phu, lần này gây ra họa lớn. Nếu không nhờ diệu kế của Dương Hiền Điệt, lại được Mẫn đại nhân khai ân, khuyển tử đã phải mang tội giết người rồi. Dương Lăng vội vàng đáp: đâu có, đâu có. Hôm ấy tiểu điệt nhìn thấy rõ Mã huynh thật sự chưa hề động tay chân với Vương lão bản, có thể nói là do lòng tham hại người thôi. Vương lão bản kia vì tham chân châu của Mã tiểu thư bị phát hiện rồi tranh cãi một hồi, nên thẹn quá hóa giận, nộ khí công tâm mà chết đi. Đó thực không phải là lỗi ở Mã huynh, xin Mã đại nhân ngàn vạn lần chớ có khiển trách Mã huynh nhiều quá. Mã Ngang cũng lập tức lên tiếng: Cha thấy chưa, con và muội muội nói mà cha không tin, Dương huynh đệ nói vậy cha đã có thể tin rồi chứ, con không có đánh cái lão già đó mà. Cầm miệng tiểu xúc sinh, ở đâu có phần cho ngươi nói chen vào như vậy. Mã Dịch Thừa mắng con xong liền quay về phía Mẫn huyện lệnh, Hoàng huyện thừa và Dương Lăng lắc đầu nói: Mọi người xem đấy, cái tiểu xúc sinh này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, đâu có so được với Dương Hiền Điệt. Tuy còn thua con ta đến mấy tuổi thì nhưng hiểu rõ sự đời, chưa đến 20 mà công danh đã có rồi. Vợ ta mất sớm, một nam một nữ chúng nó thiếu người dạy dỗ nên mới không hiểu việc như thế này đấy. Mẫn huyện lệnh, Hoàng huyện thừa và Dương Lăng nghe thế lại phải nói giúp thêm cho Mã Ngang. Cùng lúc ấy
tiểu nhị đã bắt đầu bày các món ra. Một lát sau, người trong rạp hát càng lúc càng đông. Xung quanh nhã phòng là mấy thương nhân hiện đang nghỉ tạm ở dịch trạm. Xa hơn chút nữa là mấy dịch sứ, dân phu và đám nha dịch vô công rồi nghề chạy đến xem để giết thời gian. Bất chợt sân khấu phía trước bừng sáng, một hồi chưng trống vang lên và mấy diễn viên bắt đầu bước ra biểu diễn. Thời ấy còn chưa có kịch nói, Dương Lăng không dành về tuồng mà không tiện hỏi người khác nên nghe không hiểu được bao nhiêu. Toàn bộ diễn viên tuồng thời đó đều là nam, muốn xem mỹ nữ cũng chẳng được. Dương Lăng cảm thấy rất chán, ngồi nghe Mẫn Huyện Lệnh, Mã Dịch Thừa và Hoàng Huyện Thừa vừa xem vừa đàm luận mới đại khái hiểu ra được một chút. Nghe hai người bọn họ từ ngữ qua lại kể về tình tiết câu chuyện, Dương Lăng thấy hết sức khó tin. Vở tuồng này kể về một người con gái vừa mới kết hôn không lâu thì trượng phu đã rời khỏi nhà đi xa. Mấy năm sau người chồng trở về quê hương, trên đường trở về hắn gặp một cô gái vô cùng xinh đẹp đang hai lá dâu, bị vẻ đẹp của cô gái đó lay động, hắn bèn bước đến trêu ghẹo, chẳng ngờ lại bị nghiêm khắc cự tuyệt nên hắn đành bẽ mặt ôm lòng chán trường mà về nhà. Ai ngờ về đến nhà lại thấy vợ mình chính là người con gái mà hắn vừa mới trêu ghẹo không được. Hắn cảm thấy vô cùng hổ thẹn, tự đáy lòng cũng nảy sinh sự ngưỡng mộ đối với vợ mình. Chuyện đến đây cũng không có gì là bất ổn, thế nhưng sân khấu diễn tiếp đến cảnh của ngày thứ hai. Người vợ đó ở trong nhà khóc lóc sướt mướt rồi viết lại một phong di thư và thắt cổ tự vẫn. Trong thư, nàng viết vì không giữ trọn đạo làm vợ, gợi lên tà niệm nơi nam nhân, khiến cho trinh tiết bản thân bị ô uế, cho nên nàng không thể tiếp tục sống trên nhân thế, chỉ đành lấy cái chết để bảo toàn trinh tiết. Sự việc đó cuối cùng làm náo động cả thôn làng, khắp nơi đều dâng thư. Hoàng đế ban xuống thánh chỉ truy phong cho nàng liệt nữ này làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân và cho lập trinh tiết bài phường, thật vẻ vang vô cùng. Trượng phu của nàng vì để tưởng nhớ, về sau khi cưới phu nhân mới họ vẫn cùng nhau lên mộ để bái tế. Hồng Nhạn Lâu là một nơi kết hợp giữa rạp hát và tiểu điếm, vì vậy một vở tuồng không phải được diễn liên tục cho đến hết mà còn có giờ nghỉ giữa buổi. Lúc giải lao, hai người Mẫn, Mã bắt đầu sôi nổi đàm luận. Hoàng Huyện Thừa nhấp rượu, thi thoảng chêm vào vài câu. Tuy lão không nói nhiều, thế nhưng dẫu gì cũng là một kẻ đọc sách, nên có thể giảng giải một cách trôi chảy những lời Mẫn Huyện Lệnh muốn nói nhưng không diễn đạt được. Dương Lăng lại cảm thấy vở kịch này rất không thực tế, tựa như một câu chuyện hoang đường nhất mà hắn đã từng nghe qua. Câu chuyện ấy kể về một chiều nọ, có một phụ nữ bị rơi xuống nước, được một nam nhân đi đường trông thấy, nắm lấy tay của nàng kéo lên. Không ngờ nàng ta trở về nhà lấy dao chặt đứt cánh tay của mình, chỉ bởi vì chỗ đó đã bị một người nam nhân không phải trượng phu của mình chạm vào. Như vậy cũng có thể tính là thất trinh, vì suy cho cùng đó là thất trinh về thể xác. Nhưng người phụ nữ ở trong vở kịch này không ngờ lại không chịu nổi thất trinh về tinh thần. Chưa nói nó vốn không phải là thất trinh, chẳng qua vì nàng ta quá xinh đẹp khiến cho người ta nhìn vào mà nổi sắc tâm. Người nam nhân đó đã không có tội, mà trái lại người vợ này lại tự cảm thấy chưa tròn phụ đạo làm vợ, quả thực là hoang đường. Nghe Mẫn Huyện Lệnh và Mã Dịch Thừa luôn miệng cấm thắc, Dương Lăng cuối cùng cũng chịu hết nổi đành hỏi: hai vị đại nhân, vợ tuồng này không khỏi hơi quá khoa trương và không thực tế thì phải. Trượng phu của nàng ta là kẻ tồi tệ, đi đường trông thấy mỹ nhân liền buông lời chồng ghẹo, bị mắng phải bỏ đi. Thế nhưng rốt cuộc người vợ lại cảm thấy tự mình bất chính, điều đó quả thật là vô lý mà. Trên đời làm gì có chuyện như vậy được. Chuyện buồn cười như vậy, vợ tuồng lại khoa trương lên thì có gì hay ho đâu chứ. Mã Dịch Thừa kinh ngạc hỏi: sao, Dương Hiền Điệt đọc sách thánh hiền vậy mà lại không biết sự tích trong liệt nữ chuyện hay sao? Tích chuyện này có gì mà không thật chứ. Nữ tử đó tiết liệt như vậy, thật đúng là tấm gương cho các nữ tử khác trong thiên hạ, làm gì có chỗ nào đáng cười đấy. Mẫn đại nhân cũng mỉm cười, nhấp một ngụm rượu rồi cười ha ha nói: ây da, Dương tú tài nhất định chỉ đọc mấy cái sách thánh hiền để thi đỗ công danh rồi, cho nên không biết mấy tích chuyện trong liệt nữ chuyện này. Người mềm lòng tốt bụng cũng phải, ta cũng cảm thấy có chút đáng tiếc cho nữ tử này. Nếu ta mà là quan huyện ở đó, nhất định sẽ phạt đánh tên trượng phu kia 40 gậy to, phạt hắn cả đời không được nạp thiếp. Có điều chuyện này cũng không có gì là không thật cả. Vào năm Thành Hóa, khi ta vẫn còn là một tiểu binh ở Phúc Kiến đánh Hải Khấu, ở phía nam Mân Nam
có một phu nhân, sau khi trượng phu mất đi thì muốn Tấn Tuyết theo chồng. Họ hàng thân thích lấy đó làm vẻ vang, khua chiêng đánh trống tung hô ầm ĩ lên. Sau 3 ngày, người phu nhân đó tay cầm hoa tươi, ăn mặc đẹp đẽ, ngồi ngay ngắn trong kiệu đến trước phần mộ của trượng phu. Sau đó bà bước lên giàn treo đã được dựng sẵn từ trước đó rồi thắt cổ tự tử. Cảnh Thái Đế đã ban chỉ tặng lập Trinh Tiết Bài Phường, cả tỉnh được thâm lây. Cái đền thờ đó chính là do bọn ta đã xây lên cho bà ta. Mã Dịch Thừa gật gù bảo: đúng thế, lễ giáo sao có thể xem nhẹ được. Dương Hiền Điệt đã quá mềm yếu rồi. Những nữ tử như vậy đều là liệt nữ, con nhà gia giáo cả. Nếu mà là những nữ tử hoang đàng, sao có thể tiết liệt như vậy được đây. Hey, nhớ khi trước danh kỹ Tử Châu là Quan Phán Phán được thử soái Trương Âm nạp làm thiếp. Sau khi Trương Âm chết đi, ả đã không Tuấn Tiết theo chồng mà lại quay về Yến Tử lâu cũ của mình, sống cô độc 10 năm, vọng tưởng sẽ lấy được mỹ danh Thủ Tiết. Thật đúng là mặt trời mày cháo mà. Về sau Giang Châu Tư Mã viết một bài thơ vạch trần bộ mặt giả dối của ả, ả mới hổ thẹn tuyệt thực 10 ngày mà chết đi. So với vị nữ tử trong cái vở tuồng này và vị thiếu phụ ở Mân Nam, thật đúng là một trời một vực mà. Ở kiếp trước, Dương Lăng rất hay luyện chữ và quan sát mấy bảng chữ mẫu, cho nên biết Giang Châu Tư Mã này là ai. Có điều hắn lại không hiểu Bạch Cư Dị này tại sao đối với một ông lão bán than thì tỏ lòng thương hại, nhưng đối với một quả phụ ở quá thì lại có thái độ như vậy. Mà khi đó vẫn còn là triều Đường, triều đại có nếp sống cởi mở nhất Trung Quốc. Giờ đã trải qua triều Tống, triều đại xuất hiện Tam Tòng Tứ Đức của lão phu tử họ Chu, khó trách nữ nhân bị đầu độc nặng đến như vậy. Ngồi nghe ở một bên, Mã Liên Nhi rất lấy làm bất bình, không nhịn được bèn hừ một tiếng rồi chen vào nói: thập tái xuân để biến oanh thiệt, tam hiểm lão xíu hoán nga mi. Nếu đó là ái thê chết theo trượng phu thì cũng không phải là không nên, nhưng đã là hàng hóa để loại nam nhân này đem về làm thiếp, có thể trao đổi mua bán tùy ý, thì rõ ràng là không tình nghĩa gì rồi. Vậy mà còn muốn người ta Tuấn Tiết đi theo, con làm nữ nhi cũng cảm thấy có phần quá đáng rồi. Nàng chính là đang nghĩ tới mấy câu thơ trong Chi Hoan Ngẫu Tác, trong tập thơ tự thuật kể lại chuyện phong lưu tao nhã của Bạch Cư Dị. Bài thơ kể rằng ông mua một số nữ hài độ 15-16 tuổi về làm thiếp, vui vẻ mới được 3 năm, người ta cũng mới 18-19 tuổi thì đã chê người ta già, xấu. Thế là có nàng bị ông ta đem bán lại cho người khác, có nàng thì bị cho đi. Giờ ông ta lại mua về một món hàng tươi tốt khác. 10 năm thay đến 3 lần, thành thử viết ra bài này để khoe khoang với chúng bạn. Mã Dịch Thừa rất đỗi không vui, chỉ cảm thấy thật quá mất mặt khi con gái mình nói ra những lời này ở trước mặt mọi người. Ở đây có một vị huyện lệnh, một vị huyện thừa, còn có một kẻ đọc sách có công danh, vậy mà con gái mình lại nói ra mấy lời đại nghịch bất đạo như vậy. Khó tránh người ta nghĩ rằng lão dạy dỗ không nghiêm, cho nên mặc dù ngày thường lão thương yêu nhất là đứa con gái này, lúc này vẫn không nhịn được bèn tát cho một cái, mắng rằng: hỗn lão, người nói cái gì thế này. Từ thời Cao Thái Tổ Hoàng Đế đến nay, bổn triều vốn luôn coi trọng nhất là phong giáo. Để biểu dương tiết phụ, quả phụ dưới 30 tuổi mà mất chồng, mà đến 50 tuổi vẫn không cải giá, thì treo biển trước cổng làng, miễn trừ sai dịch cho người trong tộc. Đó là vinh sự đến cỡ nào đây? Tiết liệt trinh thao vốn là bổn phận. Thường có câu, một ngựa không kết hai yên, một chân khó đạp hai thuyền. Cho nên một nữ không hầu hai chồng, cũng giống như bọn ta, một thần không thờ hai chủ. Cái đức của nữ nhân mặc dù là ở sự dịu dàng, nhưng những tiết lưu danh đều là về sự trinh tiết cả. Những lời ta giáo huấn ngươi đều quên hết rồi hay sao? Mã Liên Nhi xưa nay rất được phụ thân cưng chiều, cho nên khi nàng nghe bọn họ nói về nữ nhân như một thứ đồ chơi riêng của nam nhân thì không nhịn được mà mở miệng phản bác. Ai ngờ phụ thân lại tát cho nàng một bạt tay ở trước mặt người ngoài, nên vừa giận vừa xấu hổ. Nàng che mặt bật khóc, đứng dậy bỏ chạy đi. Mã Ngang thấy phụ thân phát hỏa cũng không dám khuyên nhủ, muốn đuổi theo muội muội thì nhưng lại sợ phụ thân nổi giận nên lưỡng lự ngồi yên. Mã Dịch Thừa nổi giận đùng đùng, phất tay áo nói: cứ để cho nó đi, chúng ta cứ uống rượu thôi. Nó đúng là được ta nung chiều quá đâm hư rồi, mấy cái lời như vậy cũng nói ra được. Dương Lăng không khỏi sừng sốt. Mã Liên Nhi
có chỗ nào nói sai đâu, sao Mã Dịch Thừa lại nổi nóng lên như vậy? Mẫn huyện lệnh cũng cho rằng đây là chuyện đương nhiên nên cũng không khuyên can thêm. Dương Lăng đứng dậy nói: Mã tiểu thư hẳn là chỉ thương tiếc cho Quan Phán Phán, nàng ta tuyệt thực chết đi, khiến cho thế gian mất đi một bậc tuyệt đại phong hoa, vì vậy mới xúc động bày tỏ mà thôi. Bá phụ chớ nên tức giận, bây giờ trời cũng đã tối rồi, Mã tiểu thư một mình đi ra ngoài rất là nguy hiểm, xin hãy để tiểu điệt khuyên nàng trở về. Mặc dù cảm thấy những lời đó của con gái mình làm cho mình hết sức mất mặt, thì nhưng dẫu gì cũng là cha con tình thâm, nên dù miệng có nói dữ thì nhưng trong lòng Mã Dịch Thừa lại rất lo lắng. Thấy Dương Lăng nói khách khí như vậy, mặt lão lập tức dịu lại. Vậy đành vất vả cho Dương Hiền Điệt rồi. Dương Lăng chắp tay chào mấy người Mẫn đại nhân và Mã Dịch Thừa, rồi nhanh chóng đuổi theo Mã Liên Nhi. Nàng đang đứng dưới chiếc đèn lồng đỏ treo trước cửa rạp hát, thẫn thờ nhìn lên bầu trời. Nhẹ cả lòng, Dương Lăng dừng chân, rồi chậm rãi bước tới nói: Mã tiểu thư, cô hãy qua lại đi. Lệnh tôn cũng chỉ vì lo mấy lời đó của cô sẽ bị người khác nghe thấy, ảnh hưởng xấu đến thanh danh của cô mà thôi. Đó chính là càng thương thì càng mắng dữ, cô cũng đừng quá tức giận. Mã Liên Nhi ngẩng đầu nhìn chòm sao lấp lánh trên trời, khẽ nói: Ở trong thiên hạ này, rốt cuộc nữ nhân bị coi là thứ gì đây? Nữ nhân tuấn tiết theo chồng thì là nữ nhân tốt, được ca ngợi, được biểu dương. Tiết liệt của nữ nhân chứng tỏ mỹ đức của nàng, càng chứng tỏ sự vĩ đại của nam nhân, chỉ ra rằng hắn xứng đáng được nữ nhân hy sinh cho hắn. Thế nhưng đến cùng thì hắn đã làm được gì cho nữ nhân đây? Coi nữ nhân như tài sản riêng của nam nhân, không chỉ đối với thiếp mà cả thê cũng như vậy. Ta còn nghe kể ba kẻ kết nghĩa vần đào trong Tam Quốc kia, chuyện đầu tiên họ làm là giết sạch cả vợ con. Đối đãi với thê tử như vậy, bọn họ liệu có còn tình cảm hay không đây? Lưu Bí thì coi vợ mình là y phục, còn gã thợ săn Lưu An xem vợ mình như đồ ăn, giết đi để đãi khách như vậy. Những cái kẻ này là người hay là dã thú đây? Nước thì phải trong, nữ thì phải sạch. Huỳnh có biết không, mẹ ta đã bị chính cha ta ép chết đấy. Lúc bấy giờ cha vẫn còn là một binh sĩ, một mình mẹ ta nuôi ca ca và ta sống rất cực khổ. Về sau bọn cướp trên núi gần đó kéo xuống cướp bóc, mẹ đã đem giấu ta và ca ca ở trong một hang nước, nhờ vậy mới thoát được một kiếp nạn. Bọn cướp cưỡng gian bà, sau lại nảy chút lòng tốt hiếm hoi mà không giết chết bà. Kết quả là mẹ ta không chết dưới đao của đám cướp, mà lại bị chết bởi những ánh mắt khinh bỉ của cha, của bọn đàn ông hèn nhát chỉ biết chạy trốn giữ lấy mạng mình. Dương Lăng trầm mặc một lúc rồi khẽ thở dài. Trong lòng có thiên lý thì dục vọng ắt sẽ bị giết. Chết đó là chuyện nhỏ, thất tiết mới là chuyện lớn. Lời của Chu Hy, Chu Phu Tử chưa chắc đã đúng, thế nhưng vì thiên hạ này là thuộc về nam nhân, thế nên nó lại đúng. Rồi y nhớ đến thời đại của mình, lắc đầu nói: Không những đúng cho bây giờ, mà mấy trăm năm sau này, nam nhân có lắm người vẫn tin, thờ vào nó. Có điều, thứ đạo lý này lại chỉ đặt ra dành riêng cho phụ nữ mà thôi. Mã Liên Nhi cười nhạt: Chu Hy ư, lão ta mở miệng là thiên lý, ngậm miệng lại cũng là đạo học, nhưng lại đi dụ dỗ hai ni cô làm sùng thiếp của mình. Cả nàng dâu quá cũng bị lão đùa bỡn trong tay. Thật đúng là chuẩn mực của đạo đức mà, là tấm gương của kẻ đọc sách mà, rõ nực cười. Dương Lăng chỉ biết lễ giáo đại phòng, chuẩn mực của lễ giáo là được phát triển mạnh, xuất phát từ Chu Hy nhà Tống. Kể từ đó, nữ nhân tuấn tiết mới mọc ùn ùn lên như nấm. Chứ đâu biết rằng Chu Hy còn có những chuyện phong lưu như vậy. Hắn đạnh cự cười nói: Trong cái thế giới này, tiếng nói của nam nhân mới có trọng lượng. Thế nên yêu cầu về đạo học đối với nam và nữ có sự khác nhau cũng không có gì là lạ cả. Ví như nam nhân bị sỉ nhục đến tôn nghiêm, khi đó cứ nếm mật nằm gai, nhẫn nhục chịu đựng, miễn sao tương lai hắn báo thù được thì sẽ nở mày nở mắt, không ai cần quan tâm hắn đã từng vô sỉ như thế nào. Cho dù hắn có chủ động nịnh nọt nếm gót ai, còn nữ nhân sao, có bị cưỡng bách đến thất tiết cũng đã là tội không thể tha thứ được rồi. Mã Liên Nhi bất chợt quay đầu, ánh mắt như hai vì sao lấp lánh, kinh ngạc nhìn Dương Lăng. Một lúc sau nàng mới nói: Nam nhân thời nay, đặc biệt là những kẻ đọc sách, có thể nói ra được những lời này thì huynh chính là người đầu tiên mà ta biết được. Ta thật nghĩ không ra huynh tuổi còn trẻ lại đọc những thứ sách thánh hiền đó đã lâu, thế mà lại có kiến thức như vậy. Đáng tiếc, thật sự đáng tiếc mà. Dương Lăng không kìm được hỏi: Đáng tiếc gì vậy?
Mã Liên Nhi quay đầu đi, cất giọng xa xăm nói: Hoàn quân Minh Châu song lệ thúy, hận bất tương phùng vị giá thì. Tức là Trà Ngọc Tràng lệ như mưa, hận không gặp gỡ khi chưa có chồng. Dương Lăng nghe mà chống ngực đập thình thịch, không khí giữa hai người bất chợt trở nên trầm lặng. Sau một hồi lâu, y mới cố nặn ra một nụ cười, buông một câu nói đùa để xoa dịu bầu không khí. Mặc dầu chúng ta nhờ viên Minh Châu kia mà có duyên gặp gỡ, nhưng ta chưa hề tặng Minh Châu cho cô, xin tiểu thư chớ nên nhầm lẫn. Mã Liên Nhi phì cười một tiếng, xoay đầu chừng ánh mắt quyến rũ liếc y, rồi mím môi, đỏ mặt lễ can đảm nói: Đó là do huynh không có phúc khí thôi. Nhìn ánh đèn dọi xuống sống mũi cao cao của y, trống lòng của Mã Liên Nhi đập rộn lên. Nàng quay đầu lại, chỉ cảm thấy có một cảm giác diệu kỳ lan tỏa giữa hai người. Khẽ quệt vệt nước mắt lạnh ngắt trên má, nàng lên tiếng nói: Ai đối xử tốt với ta thì ta sẽ đối xử tốt lại với người đó. Từ sau khi mẹ ta mất đi, Mã Liên Nhi ta cảm thấy trên đời này đã không có một nam nhân nào đáng để cho nữ nhân chúng ta phải hy sinh nhiều đến như vậy nữa rồi. Ta sẽ không làm những chuyện ngu xuẩn như ả Tiết Phú trên sân khấu ấy đã làm đâu. Ta sẽ sống tốt vì bản thân mình. Dương Lăng đắm say trong cái thần thái mỹ lệ kết hợp với sự tự tin và dũng cảm của nàng, mãi một lúc sau mới khẽ thở dài. Cô được sinh ra quá sớm, đáng lẽ ra phải sinh trễ hơn 500 năm mới phải, thật đấy. Mã Liên Nhi trợn tròn cặp mắt xinh đẹp, lấy làm lạ hỏi: Huynh không cảm thấy những lời ta nói là đại nghịch bất đạo, là kinh hãi thế tục hay sao? Nói như vậy, chẳng lẽ 500 năm sau thì sẽ không có chuyện đó nữa hay sao? Dương Lăng trong lòng chợt hoảng, vội cười ha hả nói: Ta chỉ nghĩ có lẽ lúc đó sẽ có một bộ phận nam giới coi nữ nhân như là một thực thể độc lập mà đòi hỏi bình đẳng cho bọn họ mà thôi. Cũng chỉ là suy đoán lung tung, xúc động bộc phát nhất thời mà thôi. Mã Liên Nhi khẽ cười, thò tay vào trong ngực lấy ra một chiếc túi, bước lên mấy bước đặt vào trong tay của Dương Lăng nói: Ta có thể thấy được phu nhân của huynh rất yêu thương huynh. Viên Minh Châu này hãy coi như là lễ vật ta tặng cho hai người. Chỉ mong huynh hãy đối đãi vợ mình thật là tốt vào, chớ có xử tệ với cô ấy. Chiếc túi ở trong tay hắn vẫn còn vương chút hương thơm và hơi ấm của thân thể nàng. Mã Liên Nhi thấy hắn cứ đứng ngây ra liền cười khúc khích, vén tóc lên rồi nói: Đi thôi, chúng ta quay lại thôi. Ta chỉ là thương tâm chứ không có oán giận. Chuyện này dù sao có nói cũng chẳng nói rõ ra được. Nỗi lòng nữ nhân, nam nhân các huynh có mấy ai mà hiểu được đây. Lướt qua khóe mắt, phát hiện Tế Hoàng Huyện Thừa đã chạy theo ra đến nơi, nàng vội rút tay lại rồi bước trở vào. Mãi một lúc sau, Dương Lăng mới tỉnh ra, xoay người liền đi theo. Hắn thấy Huyện Thừa Hoàng Kỳ Dận đang cười với mình đầy thâm ý, đưa tay ra dấu mời vào. Hắn cũng khẽ cười, chắp tay đáp lại. Hai người không nói lời nào, thế nhưng lại như thân thiết vô cùng. Dù Mã Liên Nhi đã quay lại, thế nhưng vì chuyện lúc nãy nên bầu không khí cũng có chút căng thẳng hơn. Mẫn Đại Nhân và Mã Dịch Thừa không còn hứng thú tán gẫu nữa, chuyển sang bàn chuyện công vụ. Hoàng Huyện Thừa ngồi bên chỉ mỉm cười lắng nghe, họa huần lắm mới chêm lời vào. Dương Lăng là thuộc hạ, cũng là vãn bối nên đương nhiên phải đảm trách nhiệm mời rượu và giữ cho bầu không khí vui vẻ, khó tránh khỏi uống nhiều, mãi đến khuya mới cáo từ ra về. Tuyết lại rơi lất phất, cơn gió lạnh cuốn theo những bông tuyết lùa vào cổ áo. Dương Lăng đã uống đến mặt nóng phừng phừng, đầu óc chánh choáng. Giấu hai tay vào trong ống tay áo, y khẽ ngâm nga một ca khúc hiện đại đã quên mất tựa Khoan Thai Dễ Bước vào con hẻm của nhà mình. Về đến nhà, y định gõ cửa, nào ngờ vừa đưa tay lên khẽ đẩy thì cánh cửa đã mở ra. Trong nhà le lói ánh đèn, Hàn Ấu Nương đang ngồi chống cằm trước chiếc bàn thấp, có vẻ rất buồn ngủ. Vừa nghe thấy tiếng động, nàng liền ngẩng đầu lên nhìn, thấy y bước vào thì hết sức vui mừng đứng dậy đón. Dương Lăng ngạc nhiên nhìn nàng hỏi: Ấu Nương, trễ như vậy rồi, ta tưởng nàng đã ngủ rồi chứ. Y lướt nhìn quanh, thấy dưới bếp lò vẫn còn chút cho lửa lập lòe, hơi nước vẫn nhẹ bốc lên trên nắp nồi. Hàn Ấu Nương bước tới giúp y phủi tuyết trên người, khẽ nói: Công việc của tướng công bận quá thì phải. Ấu Nương định đến nhà môn hỏi thăm, thế nhưng lại sợ người ta cười nên đành ngồi nhà chờ đợi chàng về. Dương Lăng nghe thế thì cảm thấy rất xấu hổ, ấp úng giải thích: Mẫn Đại Nhân hẹn ta cùng đi dự tiệc,
ta gấp quá nên không kịp báo cho nàng một tiếng. Cô bé ngốc à, làm gì mà đợi lâu như vậy? Đi nghỉ luôn đi, có phải tốt hơn không? Mà nàng ăn cơm chưa? Hàn Đấu Nương ngửi thấy miệng Dương Lăng nồng nặc mùi rượu, cũng biết là y đã đi chè chén tiệc đùng, nhưng nghe giải thích xong nàng mới thấy nhẹ nhõm. Dìu Dương Lăng đến đầu giường, để y ngồi xuống, rồi nàng cúi đầu giúp y cởi giày, phủi tuyết dính trên đó, còn đem hơ trên bếp lửa. Sau đó nàng lại đi rót một bát nước đem đến cho y. Tướng công, nước ấm đấy, chàng uống một chút cho thấm cổ. Hầu hạ cho tướng công ngủ xong, Ấu Nương sẽ đi ăn cơm. Dương Lăng nghe vậy lại nhớ đến vở kịch đã xem tối nay, không cầm lòng được mà nắm lấy tay nàng, thở dài nói: Ấu Nương à, nàng là thê tử, là nương tử của ta, chứ không phải là nô bộc. Nàng không nên hầu hạ ta như thế này. Nàng còn nhỏ lại đáng yêu như vậy, phải được thương yêu cưng chiều mới phải. Nghe y nói thế, khuôn mặt của Hàn Ấu Nương thoáng ngừng đỏ, thẹn thùng rút tay lại, thì nhưng không được. Nàng đành để yên cho y nắm, giọng cảm động nói: Tướng công rất chữ yêu ngượng ngùng, không thốt lên được, nàng chỉ dám nói: Tướng công đối xử với thiếp rất tốt, mà nữ tử bọn thiếp vốn nên hết lòng hết sức hầu hạ cho phu quân của mình, có quan hệ gì với nô tỳ đâu chứ. Tướng công thương Ấu Nương, Ấu Nương biết rất rõ, thế nhưng tướng công không nên quá cưng chiều thiếp như vậy, sẽ làm hư thiếp đấy. Dương Lăng không khỏi bật cười. Thời này là vậy, mình cứ gắng gượng truyền bá lại những quan niệm của thế kỷ thứ 21, chỉ sợ sẽ làm cho nàng sợ thêm. Mấy thứ như lễ giáo, đại phòng, chuẩn mực của lễ giáo, phu vi thê cương, vợ phải nghe chồng là thứ nam nhân dùng để đầu độc nữ tử. Những trăm ngàn năm nay, nữ nhân không những tự giác phục tùng những quan niệm này, mà còn cho rằng nó là lẽ đương nhiên, thậm chí còn đề cao nó lên. Nữ giới, nữ huấn, gì gì đó, đại đa số là được viết bởi nữ nhân, lấy chúng làm chuẩn mực cho nữ nhân trong thiên hạ. Người bươn trải ra ngoài tìm việc làm ở hàng may như Ấu Nương đã là cực kỳ hiếm. Phụ nữ thời này phần đông chỉ ở nhà phụ chồng dạy con. Nếu cấm nàng hầu hạ phu quân, chẳng lẽ muốn nàng xây dựng sự nghiệp cho bản thân hay sao? Nghĩ như vậy làm cho Dương Lăng cảm thấy thoải mái hơn khi tận hưởng sự dịu dàng hầu hạ của nàng. Thấy Dương Lăng ngáp mấy cái, cặp mắt lờ đờ, Hàn Ấu Nương vội giúp y cởi áo ngoài nói: Tướng công, chẳng hãy cởi áo rồi đi nghỉ trước đi. Dương Lăng buồn ngủ một tiếng, nương theo tay của nàng cởi áo bên ngoài, sau đó kéo gối lại, xoay mình nằm xuống, miệng lẩm bẩm: Thật không thức nổi nữa rồi, nàng hãy mau đi ăn cơm rồi cùng ngủ đi. Hàn Ấu Nương vâng một tiếng, cầm lấy cổ áo rũ rũ để xếp lại, chợt nghe cạch một tiếng, từ trong áo rơi ra một vật. Hàn Ấu Nương hiếu kỳ nhặt lên xem, dưới ánh đèn dầu nàng thấy rõ đó là một chiếc túi thơm tinh xảo, kiểu dáng dành cho nữ, chẳng những được may tinh tế bằng chất liệu cao cấp mà còn thoang thoảng mùi thơm. Khuôn mặt của nàng tái hẳn đi, tay nàng run ghê gớm, muốn mở nó ra xem, thế nhưng đồng thời cũng chẳng muốn biết. Vậy có thể lừa mình, lừa người mà coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Do dự một hồi lâu, cuối cùng nàng không kiềm nổi sự tò mò, nhẹ nhàng mở chiếc túi, lấy từ bên trong ra một hạt chân châu óng ánh, bóng loáng. Dưới ánh đèn phản chiếu, màu sắc của viên chân châu đẹp đẽ vô cùng. Hàn Ấu Nương không khỏi tròn xoe mắt, bụng bảo dạ: Đẹp quá, nó chính là chân châu mà người ta thường nói đến hay sao? Tướng công làm thế nào mà có vật này đây, còn được đựng trong chiếc túi thơm của nữ nhân như vậy? Chẳng có nữ nhân khác ở bên ngoài rồi sao? Vừa nghĩ đến khả năng duy nhất này, Hàn Ấu Nương cảm thấy đau đớn không thôi. Thảo nào khỏi bệnh rồi mà phu quân vẫn chưa thực hiện cái lễ vợ chồng với mình. Lúc sắp xuất giá, bà thím có dạy qua cho mình, nó là phu thê phải làm chuyện ấy thì mới trở thành phu thê. Chiếc khăn trắng thím ấy đưa cho mình để nghiệm hồng, kiểm tra máu trinh vẫn còn cất ở trong dương. Lòng của nàng hoảng loạn. Chẳng lẽ phu quân không chỉ phong lưu bên ngoài mà còn muốn kiếm cớ đuổi mình, thế nên mới không cần cúi mình hay sao? Nhìn cái túi thơm và viên châu bảo này, cũng biết nữ tử đó gia cảnh nhất định, chẳng phải tầm thường. Nếu như phu quân yêu mến ả, hẳn sẽ không nạp về làm thiếp rồi. Mình cứ nghĩ vì chàng mới khỏi bệnh nên không thích thú chuyện ấy. Mình là con gái, chàng đã không đề cập đến thì dĩ nhiên mình chẳng thể mở miệng được rồi. Nào ngờ chàng lại. Lúc bấy giờ Dương Lăng mơ mơ màng màng, kéo chăn đắp, khó chịu
vì đi ngủ mang vớ dài không được thoải mái. Y cởi vớ ra, vứt chúng sang một bên thì phát hiện thấy vẫn còn ánh đèn lập lòe. Tình cờ ngoảnh đầu lại, y thấy Hàn Ấu Nương đang ngồi bên mép giường, lưng quay về phía mình, bờ vai yếu mềm đang run lên từng chập, còn thoáng nghe có tiếng thút thít. Tình cảnh này khiến cho Man Diệu trong lòng Dương Lăng vơi hết mấy phần. Y vội vàng chờ mình ngồi dậy, xoay vai Hàn Ấu Nương lại thì thấy nước mắt long lanh như ngọc rơi từng hàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Tiếng nức nở rất thương tâm làm cho y vội dịch sát đến, ôm chặt lấy bờ eo mảnh mai của nàng, xót xa mà thốt lên. Ấu Nương, sao nàng lại như thế này? Nàng có chuyện gì mà đau lòng đến vậy vậy? Hàn Ấu Nương vội lau nước mắt, ngoảnh mặt đi khẽ nói. Có phải tướng công hiểm Ấu Nương hầu hạ không chu đáo nên muốn dùng bỏ Ấu Nương phải không? Dương Lăng thấy nàng khóc rất tội nghiệp, Timmy cũng cảm thấy đau nhói, vội phân trần. Ấu Nương, sao nàng lại nói như vậy? Những ngày nàng theo ta phải chịu đựng biết bao nhiêu khổ cực, vậy mà chẳng oán trách gì. Điều ấy Dương Lăng ghi khắc ở trong tim, sao có thể làm những chuyện như vậy được? Hàn Ấu Nương xòe bàn tay ra, u uất nói. Tướng công, nếu không phải như vậy, hạt châu này là từ đâu mà ra? Chàng đừng dối thiếp nữa được không? Nhìn viên chân châu, Dương Lăng mới giật mình hiểu ra. Y cười ha hả, ôm chặt lấy bờ vai mảnh khảnh của Ấu Nương, thế nhưng nàng cứ khăng khăng vùng ra. Từ nhỏ, nàng đã luyện võ công, nếu lúc này thật sự muốn phản kháng, Dương Lăng chắc chắn sẽ không giữ được nàng. Từ lúc Dương Lăng gặp nàng đến nay, nàng vẫn luôn hết mực nhu mì, chẳng hề có chút nào không vâng lời. Tính cách thật, không như một nữ tử hoạt bát sống động. Giờ nàng bộc lộ chút dỗi hờn, y lại cảm thấy hết sức thú vị, mặt dày ôm lấy vai nàng một lần nữa. Hàn Ấu Nương vùng vằng mấy cái, Dương Lăng càng ôm chặt hơn. Hàn Ấu Nương liền thôi không dùng sức nữa, chỉ quấy vai lấy lệ, quay đầu không nhìn mặt y. Dương Lăng nhón lấy viên chân châu, cười ha hả nói. Ấu Nương, viên chân châu này nhìn có đẹp không? Cũng sắp đến Tết rồi, ta đi tìm thợ xuyên sợi dây qua cho nàng đeo cổ, có được không? Hàn Ấu Nương quay đầu lại, kinh ngạc hỏi. Sao? Hạt châu này là cho thiếp ư? Dương Lăng nháy mắt mấy cái, vờ làm ra vẻ kỳ quái hỏi. Không cho nàng, chẳng lẽ lại cho ta sao? Nàng có thấy nam nhân nào mà lại đeo cái thứ này chưa? Hàn Ấu Nương đỏ lựng cả mặt, thế nhưng nhớ đến chiếc túi thơm, vẫn không nhịn được, bèn ấp úng hỏi. Thế nhưng mà chiếc túi thơm này, tướng công, không phải chàng đã có nữ nhân ở bên ngoài đấy chứ? Dương Lăng giật thót người, nhớ lại khuôn mặt xinh xắn của Mã Liên Nhi. Mặc dù hai người không có tư tình gì bí mật, thế nhưng Mã Liên Nhi rất có tình ý đối với y, và y thật ra cũng rất thích cô gái xinh đẹp ấy. Trong lòng hơi hoảng nên y kéo chiếc áo ở mép giường, lục lọi bên trong lớp áo kép một hồi, rồi lấy ra mấy đánh bạc trắng nói. Ồ, nàng nói đến cái này sao? Ta uống nhiều rượu, chỉ muốn đi ngủ cho nên vẫn chưa kịp nói với nàng. Thực ra hôm nay Mã Dịch Thừa vì được ta giúp đỡ xử lý vụ kiện nên đã mời Mẫn đại nhân và ta đi uống rượu. Trong bữa tiệc, ông ấy có biếu ta 40 lạng bạc để cảm ơn. Cái túi thơm và viên chân châu là lễ vật mà Mã tiểu thư, người đã tới nhà chúng ta ngày hôm đấy đấy, tặng riêng cho nàng. Nàng chớ có hiểu lầm. Hàn Ấu Nương trước giờ nào đã nhìn thấy đính bạc lớn như vậy. 40 lạng bạc chất lượng thượng hạng, đó quả là một con số khổng lồ. Nàng tròn xoe mắt, kinh ngạc mà thốt lên. Trời ạ, tướng công chẳng qua chỉ nghĩ giúp cách cho ông ta thôi mà đã được tạ lễ nhiều như vậy rồi sao? Dương Lăng nhét ngân lượng vào tay của nàng, cười nói. Nương tử hãy cất đi, giờ thì yên tâm chưa? Không còn buồn phiền gì nữa rồi chứ? Đính bạc trong tay lạnh ngắt, nặng trĩu. Hàn Ấu Nương bị y trêu đến đỏ cả mặt. Nàng cắn môi, con tim hoảng loạn đã yên ổn trở lại đến 8 phần. Nàng nghĩ bụng, giờ trượng phu vẫn còn say, ngày mai chưa chắc còn nhớ chuyện đêm nay. Có phải chuyện sao mình không nhân tiện hỏi luôn một lần cho rõ ràng, cũng để lòng khỏi phải lúc nào cũng thấp thỏm không yên. Chủ ý đã định, nàng chợt đặt đính bạc xuống, đưa ống tay áo lên che mặt, ngượng ngùng nói. Ấu Nương còn có một câu muốn hỏi tướng công, xin tướng công chớ chê cười. Dương Lăng lấy làm lạ, liền hỏi. Chuyện gì vậy? Thôi được rồi, hôm nay Ấu Nương đại nhân cứ thăng đường xét hỏi,
Dương Mô đây biết thì sẽ nói thì sẽ nói hết. Đại nhân xin cứ hỏi đi. Hàn Đấu Nương nghe xong cảm thấy buồn cười, nhưng những lời muốn hỏi thì lại xấu hổ chết đi được. Nàng ngập ngừng một lúc, đến khi không nhịn nổi nữa thì mới mở miệng. Lý Nhĩ hỏi: Tướng công, thiếp được gả vào nhà họ Dương đến nay đã gần được một năm rồi. Tướng công vốn dĩ mang bệnh trên người, nên thiếp cũng không thể nói ra. Thế nhưng mà đến đây nàng lại bắt đầu quanh co. Thế nhưng đến bây giờ vì sao tướng công vẫn không cùng thiếp thực hiện thủ tục của đạo phu thế? Dương Lăng trong lòng hốt hoảng thầm nghĩ: Đến rồi đấy, rút cuộc thì nha đầu này cũng đã hỏi rồi. Không phải là nàng ta hoài nghi thân thể ta có bệnh tật gì đấy chứ? Đừng nói cô bé này còn nhỏ tuổi, Dương Lăng không phải là không có cảm giác với nàng ấy. Thế nhưng là một người của thời hiện đại, thủy chung y không thể nhẫn tâm chiếm đoạt tấm thân hãy còn non nớt của nàng. Huống chi y còn mang máng nhớ rằng mình chết thường xuyên như cơm bữa. Trong mấy lần chuyển thế trước kia chưa có lần nào sống quá 2 tháng, còn lần này thì có lẽ cũng được 1 tháng rồi. Nghĩ đến đây y không khỏi cảm thấy hơi chán nản. Mặc dù cuộc sống gia đình trong 8 lần chuyển thế trước tốt hơn bây giờ rất nhiều, thế nhưng y lại thích cái cuộc sống giản dị an nhàn này mà có phần yêu mến cô bé trẻ tuổi này. Có điều không thể được, nếu xâm hại nàng ấy xong sau đó y lại bỏ mạng nữa thì chẳng phải là hại người ta rồi hay sao? Giữ lại tấm thân trinh trắng cho nàng, tuy vẫn xem như là người đàn bà đã có chồng, thế nhưng trong tương lai nếu như có đi bước nữa, vị hôn phu mới thấy nàng vẫn còn là xử nữ thì chắc hẳn sẽ đối xử với nàng tốt hơn một chút. Và lại nếu thực sự chiếm hữu nàng thì không khéo lại phát sinh tình cảm sâu đậm với nàng, đến lúc phải chết liệu y còn có thể ra đi thanh thản được hay không? Chẳng lẽ không cảm thấy đau lòng hay sao? Y khẽ thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy eo của nàng, ghé miệng vào tai nói ra lý do mà y đã nghĩ ra để ứng phó trước đó. Ấu nương, chuyện này ta chưa từng nói ra với một ai cả, giờ ta kể cho nàng nghe, nàng ngàn vạn lần chớ nên nói ra ngoài, được không? Hàn Nấu Nương bị y ôm lấy eo, đặt tay lên bụng của mình. Nàng vốn đã căng thẳng đến phát run cả người, giờ lại bị y thì thầm vào tai, hơi ấm phả lên má, chỉ cảm thấy toàn thân như có kiến bò. Nàng run giọng nói: Tướng công có điều gì xin cứ nói ra, ấu nương quyết không nói ra cho bất cứ người nào đâu. Dương Lăng ừ một tiếng rồi chợt hỏi: Ấu nương, nàng nói xem, con người sau khi chết đi sẽ đi về đâu? Sao? Hàn Ấu Nương ngẩn người, không nghĩ đến phu quân lại hỏi tới chuyện này. Nàng thản nhiên đáp: Con người chết đi dĩ nhiên là sẽ phải xuống âm tào địa phủ, dựa vào âm đức tích được ở tiền thế mà sẽ tái nhập luân hồi. Dương Lăng nói: Đúng vậy, Ấu Nương, ngày trước các thể lang đều nói ta đã chết đi, đặt vào trong quan tài một ngày, thế nhưng lại đột nhiên tỉnh dậy. Mọi người tưởng ta vì tắc đầm mà hôn mê, thế nhưng thật ra linh hồn của ta đã bị Nghiêu Đầu Mã Diện lôi đi rồi. Sao? Hàn Đấu Nương sợ đến nhảy dựng lên, vùng mạnh ra khỏi người y. Nàng quay lại tròn mắt nhìn y chằm chằm. Mặc dù người ở thời đại này tin rằng tồn tại một nơi gọi là địa ngục, thế nhưng suy cho cùng thì vẫn chưa có ai từng thấy qua, cho nên cảm thấy nó hết sức thần bí. Vậy mà bây giờ trượng phu của mình đã đi vào âm tào địa phủ rồi lại cải tử hồi sinh, thật sự khiến cho người ta vừa cảm thấy kinh ngạc không nói lên lời, lại vừa có chút tò mò. Dương Lăng trịnh trọng nói: Đáng lẽ ta đã bị phán quyết vào vòng luân hồi rồi, thế nhưng lúc ấy ta phát hiện ra vị thành hoàng ở đây, không ngờ lại là ân sư tại cuộc thi tú tài. Phẩm hạnh cũng như học vấn của lão nhân gia ông ta hơn người, nên sau khi tạ thế đã trở thành vị thần của cõi âm, được bổ nhiệm làm thành hoàng của vùng này. Ồ, hóa ra người làm nhiều việc tốt ở trên nhân gian, sau khi chết đi thì có thể xuống âm phủ mà làm quan hay sao? Hàn Đấu Nương rất kinh ngạc, sớm đã gạt bỏ sự sợ hãi khi thấy trượng phu chết rồi mà vẫn có thể hoàn hồn trở lại. Nàng không nhịn được tò mò hỏi. Dương Lăng cười thầm trong bụng, gật đầu nói: Đúng vậy, ân sư vừa thấy liền mang trà mang rượu ra mời ta uống, nó là muốn đưa ta đầu thai vào một gia đình giàu có. Đúng vào lúc đó ta cảm ứng được nàng đang bị trưởng bối gia tộc của ta
hiếp đáp ở dương gian. Trong lòng vô cùng tức giận. Ân sư vốn rất coi trọng ta, thấy được cảnh đó liền thi triển thần thông để kéo dài tính mạng cho ta, đưa ta hoàn hồn trở lại. Thế nhưng trong vòng 2 năm không được thân cận nữ sắc, bằng không pháp thuật sẽ lập tức mất linh. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 4 của bộ truyện Ngược về Minh Triều tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ và hẹn gặp lại quý vị ở những tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.